Ngày thi thứ tư của Đại hội Ma Thuật. Trong phần thi đấu, tất cả những ai có mặt trên khán đài lúc đó đều được chứng kiến trận chiến định mệnh giữa các sát long nhân là Natsu và Gachiu của Fairy Tail, cùng với Sting và Rogue của Sabertooth. Một trận chiến với song long của Sabertooth, trận chiến mà tất cả thành viên của Fairy Tail đặt hết niềm tin vào đó. Tất cả chỉ mới bắt đầu. Chỉ cần một mình ta là quá đủ rồi. Hai đứa bay cùng lên một lượt đi. Không thể tin được. Natsu Rapnew của Fairy Tail đã thách thức song long của Sabertooth. Một mình cậu ấy tuyên bố quyết chiến với cả hai người. Ta nóng máu lên rồi đi. Không biết Gachiu bị cái xe đó chở đi đâu nữa. Anh quay cố lên, anh làm việc giờ nha. Hôm nay Natsu mới là người đánh mà Chubia. Rogue, tay ngay cố lên, trận đấu mới bắt đầu thôi, cậu sẽ thắng mà. Ma lực này chính là hắn. Ma lực này rất giống với Seret, nhưng có gì đó hơi khác. Hắn ta lại xuất hiện ở hội trường nữa sao? Sheila, lần này đừng để mất dấu hắn nữa đó. Tôi biết rồi, hắn ta cũng chú ý đến trận đấu này sao? Đúng là không ngờ đó. Anh nghĩ rằng một mình anh có thể đánh bại hai chúng tôi sao? Đừng có giỡn mật như vậy chứ. Một mình anh thì làm được cái gì chứ? Tôi chỉ muốn đánh với Gachiu mà thôi. Muốn đánh Gachiu thì phải bước qua ta mới được. Để tôi nói cho anh biết, long lực là sức mạnh của rồng. Trên thế giới này không một sức mạnh nào có thể so sánh được với nó đâu. Nhưng ta thì lại thấy mọi chuyện không phải như vậy đâu. Natsu, không biết trận này sẽ kết thúc ra sao đây nữa. Tất nhiên là Natsu và Gachiu sẽ chiến thắng rồi. Đó mới là nam nhi chứ. Ta hiểu là các ngươi đang rất lo lắng, nhưng trận đấu lần này chính là thử thách dành cho họ. Nếu muốn mang vinh quang về cho hội thì cũng phải đánh đổi chứ. Nhưng mà... Chị đừng lo, anh ấy chưa nhất định sẽ không sao đâu. Vẫn còn có Gachiu nữa mà. Từ trước tới giờ hai người đó rất là mạnh mẽ, chắc chắn là bọn họ sẽ không bao giờ bỏ cuộc đâu. Cô nói phải ha. Cũng biết cách an ủi quá ha. Em giỏi lắm Chala, em đúng là nam nhi. Nói nhảm cái gì đó. Mấy cái đứa này thiệt là... Sức mạnh của tôi là hoàn hảo nhất. Bởi vì từ trước đây tôi đã tiêu diệt trong bằng chính sức mạnh này. Thì ra là vậy. Bây giờ ta sẽ dùng sức mạnh này để chiến đấu với những đồng đội đã bị các ngươi cười nhạo. Ô, ô, ô.
trận đó Nacho. Có trận phía sau kìa. Tiếng gầm của Ánh Long. Tiếng gầm của Ba Long. Chúng ta vẫn chưa xong đâu. Frota, tôi nhất định không thể thua anh ta ở đây được. Hai đứa tới đây đi. Mọi người hãy nhìn đá trư kìa. Cậu ta vui giống như vừa được cho ăn vậy. Song lông của Sabertooth không hề yếu kém. Chẳng qua là Nacho đã đáp trả hai người họ bằng một sức mạnh và tinh thần vượt trội hơn nhiều thôi. Đối với những kẻ thù mạnh, chúng không bao giờ được lùi bước. Đó chính là chân lý. Bọn trẻ của ông đáng yêu thật đó. Đây mới là tinh thần chiến đấu thật sự. Tôi sẽ ghi nhớ thật kỹ. Một người lúc bình thường vô cùng ngốc nghếch, nhưng không ngờ lại có ý chí chiến đấu sắt thép và kiên cường tới như vậy. Mùi hương của cậu rất tuyệt vời đó, Nacho à. Đúng vậy, phải công nhận là cậu rất mạnh đó, Nacho. Wow, cậu ấy mạnh thiệt đó. Vậy mới là Nacho của tôi chứ. Thiệt là không biết gà chiều này tới phương trời nào rồi. Tới lúc cậu ta quay lại thì chắc là sẽ đáng sợ lắm. Nè nè, lời đồn đại là thiệt hả? Làm sao tôi biết được chứ. Thật không ngờ trên đời này còn có một sức mạnh vượt qua cả long lực. Sức mạnh sao? Tình ơi, hãy cho tôi làm đệ tử của cậu đi. Hả? Hồi nãy tôi đã thấy cậu đánh nhau. Tôi cũng muốn có được sức mạnh giống như cậu á. Gì chứ? Không lẽ cậu không sợ tôi hả? Không có gì phải sợ hết. Tôi không sợ. Tôi muốn được trở nên mạnh mẽ hơn. Ý cậu là đệ tử mèo sao? Ừ. Thôi được rồi, mau đi theo tôi. Lực của hai người này thực sự là quá kinh khủng rồi. Các cậu ấy định kết hợp hai loại ma lực lại với nhau hay sao chứ? Đúng là tới giờ tôi vẫn chưa thể mạnh lên được. Nhưng tôi muốn nhìn tên thiên ngang và mạnh mẽ. Tên của tôi rất mạnh. Đó chính là hợp thể ma pháp. Ý chí, hơi thở và ma thuật, sự kết hợp hoàn hảo. Hai người đó đã tạo ra một loại ma pháp thật là kinh khủng. Nhưng mà... Nếu chỉ so về sức mạnh, rõ ràng đó là một bức tường không thể phá vỡ được. Nacho, ngài Yajima ơi, đó là cái gì vậy? Đó là hợp thể ma pháp, một kỹ thuật kết hợp các loại ma pháp với nhau. Có thể nói nó là ma pháp cao cấp mà chưa có ai có thể làm chủ được, cho dù có bỏ ra cả đời để nghiên cứu. Đây chính là sức mạnh thật sự của Song Long. Nhưng mà... Anh Long thiệt nha! Cậu ấy không lẽ luôn tính đổi đồ này hay sao chứ? Nacho! Sao vậy Happy? Bộ có chuyện gì hả? Tôi sẽ ra ngoài trước. Hai người cứ nói chuyện với nhau đi. Không có gì đâu. Vậy thì tốt rồi. Gặp lại cậu sau nha. Tôi chỉ muốn nói cậu nhất định phải chiến thắng đó. Nhất định phải chiến thắng đó Nacho. Tôi biết rồi. Happy. Hội mạnh nhất 7 năm trước, Fairy Tail.
Có thể nói hôm nay là một trận tứ long tranh hùng. Đây là một trận đấu có 1-0-2 trong lịch sử. Khán giả trên khắp Vương quốc đều đang hướng mắt về đây để chứng kiến trận đấu ác liệt nhất của Nachu và Song Long. Tại sao bên ngoài lại yên tĩnh quá vậy? Không đâu, tôi cảm thấy có một áp lực rất lạ. Tôi cũng thấy vậy nữa. Hả? Không lẽ đây chính là... Nè, cậu thấy trong người sao rồi? Tôi khỏe lại rồi. Trận sau cậu đấu đúng không? Đúng vậy. Tôi nhất định sẽ chiến thắng cho cô coi. Nói chưa nè. Họ. Tôi tin cậu sẽ chiến thắng. Bởi vì chúng ta là một hội rất tuyệt vời, có đúng không? Tất nhiên, tôi nhất định sẽ chiến thắng. Cái gì mà áp lực kỳ lạ chứ? Muốn ăn đạp hả? Tại cô không nhận ra thôi. Hai đứa mà thôi đi, vợ chồng mà cứ cãi nhau là sao? Chúng tôi vẫn chưa kết hôn mà. Cho dù không thể nhìn thấy nhau, nhưng mà chúng tôi vẫn luôn dõi theo cậu. Ghen tị thật. Hãy nhìn đi, ông làm sao mà tìm được những đứa trẻ tốt như vậy hả? Sức mạnh tối thượng không thể xuất phát từ một người đơn độc được. Nhưng mà chỉ cần có tinh thần đồng đội, chúng ta có thể vượt qua tất cả. Đó chính là Ảnh Ảnh Long Thiểm Nha. Sức mạnh của ý chí, Nhiệt Long Áo Nghĩa, Hồng Liên Bảo Chiến Ngân. Trời ơi, đòn tấn công của ba người cứ như hai hành tinh chạm vào nhau và tạo nên một trận động đất kinh khủng. Thưa các bạn, Larima truyền tin đang gặp trục trặc kỹ thuật. Chúng tôi sẽ nhanh chóng sửa chữa. Xin các bạn chờ trong giây lát. Không ngờ ma lực đó lại ghê gớm tới như vậy. Theo anh nghĩ, đó có lẽ là đòn đánh quyết định. Chúng tôi đã trở lại. Cảm ơn các bạn đã kiên nhẫn chờ đợi. Larima đã được phục hồi. Chúng ta có thể tiếp tục theo dõi. Nachu, Radnil, anh thật sự là một kẻ khó lường. Leta, anh ấy quá mạnh. Anh Nachu. Thưa các bạn, người vẫn đang đứng vững chính là Nachu Radnil. Ban hội chính là nơi nuôi dưỡng ý chí mà. Người chiến thắng là Nachu. Song Long đã bị đánh bại. Như vậy, đội chiến thắng là Fairy Tail. Ngôi vị hạng nhất bảng xếp hạng đã đổi chủ. Và tất nhiên, ngày thứ tư của đại hội ma thuật cũng đã kết thúc. Chúng ta có một ngày để nghỉ ngơi. Các bạn hãy tận dụng thời gian này để dưỡng sức, chuẩn bị cho trận cuối cùng vào ngày mốt. Một trận đấu sống còn của toàn bộ các thành viên. Liệu đội nào sẽ giành được ngôi vô địch đây? Mọi người ơi, tuyệt đối đừng bỏ lỡ nha. Mọi chuyện giống hệt như những gì mình dự đoán. Hết sảy còn bà bảy, lần này chúng ta nhất định sẽ chiến thắng. Mục tiêu của chúng ta cuối cùng cũng đã thay đổi. Cố lên cưng. Tới đây đi. Đánh lại Fairy Tail. Đừng quên cậu là của tôi đó, Ray. Chờ tôi Lazarus, cháu nội của ngài Makarov. Chờ đó, Erza. Gachiu là của tôi. Hãy chờ tôi nha, Nachu cưng. Hả, Leta? Không ngờ hai tên đó lại thua dưới tay thành viên của Fairy Tail. Đây đúng là một trận đấu thú vị. Và tôi cũng đã ghi nhớ tất cả. Cứ thu thập thông tin đi. Trận cuối chúng ta sẽ lý lại hết. Không cần thu thập gì hết. Bởi vì đã tới lúc cho bọn họ thấy rồi. Nhìn kìa, sao người kia đang cầm sát khí vậy? Ông ta chính là hội trưởng của Sài Bờ Tu đó. Các người sẽ phải khóc vì một điểm này đó. Đi trước nha, tôi sẽ không quên trận đấu này đâu. Chúng tôi sẽ tiếp tục bước đi và sẽ giành chiến thắng. Dù chỉ là một điểm cũng không bao giờ được bỏ lỡ.
Đừng bao giờ bỏ cuộc nha các cậu bé. Cố lên. Lần sau sẽ lại đấu tiếp nha. Thất bại hoàn toàn. Gà Chiêu, nếu anh ấy cũng có sức mạnh kinh khủng giống như là Natsu, vậy thời gian qua có phải mình đã quá tự mãn rồi không? Cậu làm được rồi Natsu. Tụi mình phải đi báo cho Lucy và F-Man biết thôi Happy. Hôm nay cậu làm tốt lắm đó, đầu lửa. Cũng thường thôi à. Được rồi, không cần phải khiêm tốn như vậy đâu Natsu. Trận này cậu đánh rất là hay. Chị nói thiệt hả? Đương nhiên. Bỏ tôi ra. Cậu đã cho tôi coi một trận đấu rất đã. Nhưng mà Gachi của tôi đi đâu rồi? Ồ, nhắc mới nhớ ha. Đang chiến đấu tự nhiên cậu ta bỏ đi đâu không biết. Vậy mà cũng dám nói là đồng đội này đồng đội nọ đó. Cậu quên chính cậu đã làm gì với Gachi của tôi rồi hả? Đừng có nóng, như vậy mới là Natsu. Từ giờ cho tới hết ngày mai chúng ta hãy nghỉ ngơi thật tốt. Hãy dồn hết tổng lực cho trận chiến cuối cùng. Trận chiến sinh tử có đúng không? Tôi chắc chắn hội của chúng ta sẽ giành chiến thắng. Chuyện đó không cần phải nói. Sau đại hội tôi nhất định sẽ đánh bại cả hai người luôn á. Sẵn sàng chờ cậu đây. Nếu như cậu muốn tìm thất bại thì tôi sẽ chiều cậu. Hôm nay cậu đánh hay lắm. Cũng là nhờ có mọi người thôi. Thế tôi nói có đúng không? Tôi tin cậu nhất định sẽ chiến thắng. Bởi vì chúng ta là một hội tuyệt vời. Nhưng nó vẫn chưa phải là kết thúc đâu. Đây chỉ là sự khởi đầu thôi. Mục tiêu chính là ngôi vô địch. Chúng ta sẽ làm được. Tất nhiên rồi, còn ai mạnh hơn Fairy Tail nữa chứ. Mặc dù chúng ta đã có một khởi đầu rất đáng thất vọng, thậm chí còn bị khán giả la ó đuổi về nữa, và sau đó là một loạt những thất bại ê chề. Nhưng bây giờ chúng ta sắp giành lại được vinh quang rồi. Nó chưa đã nói, tất cả chúng ta sẽ cùng sát cánh với nhau đi lên từ con số 0 mà. Cho nên hãy để dành những giọt nước mắt cho khoảnh khắc ăn mừng chiến thắng đi. Đúng rồi đó, chúng ta đang đứng đầu bảng xếp hạng mà. Từ bỏ cuộc chưa bao giờ có trong từ điển của Fairy Tail hết. Mấy đứa cố lên, hay gì 30 triệu xe hồ. Mục tiêu của chúng ta là hội mạnh nhất Fiore. Phải. Từ lúc tôi gia nhập hội tới nay, có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Nhưng chúng tôi đều rất vui vì những gì mình làm. Và đó chính là Fairy Tail, gia đình của chúng tôi. Kỳ dòng lửa đáng chết, ta nhất định không bỏ qua cho ngươi. Nhưng mà đây là chỗ quái đâu chứ, không phải ở bên dưới đấu trường hay sao? Cái quái gì ở đây vậy? Chỗ này chính là Long Nguyệt. Sao la, xảy ra chuyện gì vậy?
Đừng nói là mất dấu hắn nữa rồi nha. Không đâu, tôi vẫn đang theo dõi hắn ở một khoảng cách an toàn. Tôi không muốn mất dây động rừng. Hiểu rồi. Lần này ngươi đừng hòng thoát khỏi tay ta. Tên của ma lực giống như Jerez. Rốt cuộc thì ngươi là ai? Vậy là Sabertooth đã bị đánh bại rồi. Là nó chưa làm sao? Cảm xúc đang lẫn lộn quá hả? Sĩ quan Yukino? Không có. Tôi đã không còn bất cứ liên quan gì với hội đó nữa rồi. Vấn đề là tới bây giờ tôi vẫn chưa quen với chức danh sĩ quan này. Xin hãy thứ lỗi cho tôi. Trong khi tất cả chúng ta tham gia vào kế hoạch nhật thực, chuyện cấp bậc rất là quan trọng, nên tôi không thể làm khác đi được. Tất cả cũng vì kế hoạch nhật thực. Nếu sự đóng góp của tôi thực sự có ích, tôi xin nguyện cống hiến hết mình. Còn là vì ngài Arcadios nữa, chính ngài ấy là người đã mời tôi tham gia mà. À mà lẽ ra tôi nên gọi ngài ấy là đại ta đúng không? Cô muốn sao cũng được. Tôi thì quen gọi ông ấy là đội trưởng rồi. Còn bạn bè thân quen trước giờ gọi ông ấy là Dio. Tôi hiểu rồi. Tôi cảm thấy ngài ấy còn khá vụng về. Mặc dù ngài ấy đang cứu cả thế giới này, nhưng không một ai biết điều đó hết. Sao vậy Chela? Cậu nhìn thấy gì hả? Không có. Lại tới rồi. Dự cảm về tòa thành sụp đổ và Lucy đang hát. Lucy, Natchi đã làm được rồi. Levi hả? Hai người sao rồi? Đã đỡ chút nào chưa? Chúng tôi mang cho mọi người một ít đồ ăn nè. Cứ cái đà này, chuyện chúng ta giành chiến thắng chỉ là vấn đề thời gian thôi. Tất nhiên rồi, nếu là năm người đó thì chúng ta không bao giờ thua đâu. Cô nói đúng đó, trận đấu hôm nay thật sự rất tuyệt vời. Lâu lâu Natchi là một dốt khiến tôi bất ngờ luôn á. Nhưng mà tôi hỏi nè, cài thấy gà chiêu đâu không? Nói mới nhớ hả, không thấy cậu ta đâu hết. Hả? Cậu ấy vẫn chưa về nữa sao? Hay là lại đi đâu để ăn sắt thép rồi? Có khi cậu ấy đang trên đường về đó. Nói cũng phải ha. Ngày hôm đó, đội của chúng ta đã giành chiến thắng. Nhưng mà ngày cuối cùng lại là một trận chiến rất kịch liệt. Lucy, cậu còn nhớ không? Và sau đó, vào ngày 7 tháng 7, tất cả chúng ta đã thua cái gọi là định mệnh. Tất cả đã chết hết rồi. Tất cả những người mà tôi yêu quý. Đứng lại đó. Hiện tại ta đã lộ diện trước mặt ngươi, cho nên ngươi cũng thành thật một chút đi. Hả? Không thể như vậy.